Trâm Anh lại gây sốt với clip mới hút nghìn lượt xem chỉ sau một đêm. Giữa nghi vấn có bạn trai đại gia, Trâm Anh tung MV ca nhạc nhưng lại hứng cả dỗ thị phi. Trong kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 vừa qua, hot girl Trâm Anh đã chọn Đà Lạt làm điểm đến. Ngoài hình ảnh về chuyến đi, một clip Trâm Anh được đưa đón bằng xe sang Mercedes có giá khoảng hơn 13 tỷ tại Việt Nam khiến dân mạng đồn đoán rằng cô có bạn trai đại gia. Ngay sau khi tin đồn được phát tán, Trâm Anh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và cho biết cô và người sở hữu chiếc xe chỉ là bạn bình thường. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, người đẹp cũng chia sẻ ý định tung ra một video được quay cùng siêu xe này. Giữa lúc dân tình còn bàn tán về đời tư của người đẹp, tối qua, một MV ca nhạc với hình ảnh siêu lãng mạn được lấy cảnh ở nhiều địa danh nổi tiếng Đà Lạt được Trâm Anh tung ra chính thức. Trong clip có độ dài hơn 1 phút, hot girl nóng cùng World Cup, diện váy hồng nhạt nữ tính, đi giày thể thao, trẻ trung và tạo dáng dịu dàng. Dù không lộ diện tài xế của siêu xe, nhưng hình ảnh Trâm Anh lả lướt trước tay lái cũng đủ hút bao ánh mắt của các chàng trai. Trong phần giới thiệu MV, Trâm Anh nhấn mạnh đây là một sản phẩm ngẫu hứng và cảm ơn ekip đã cho cô thước ảnh tuyệt vời. Bên dưới bài đăng, người đẹp nhận được khá nhiều bình luận trái chiều. Đông đảo fan dành cho cô những lời động viên. Xinh quá chị ơi, cố lên chị, quý chị nhiều. Trâm Anh đẹp quá, yêu yêu. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì chỉ được xem hình ảnh mà chưa được nghe giọng hát của Trâm Anh trong video mới. Bên cạnh đó, một số anti-fan để lại những bình luận khiếm nhã, nhắc lại đời tư ồn ào trước đó của cô. Tuy nhiên, đến hiện tại, Trâm Anh vẫn chưa lên tiếng phản hồi những ý kiến này. Trước vụ ồn ào nghi lộ clip đời tư, Trâm Anh hoạt động rất sôi nổi trong lĩnh vực diễn xuất và lấn sân ca hát. Cách đây không lâu, người đẹp từng nhiều lần khoe clip phô diễn vũ đạo đẹp mắt. Nhiều người cho rằng Trâm Anh đang dần tự tin, vượt qua được ồn ào trong quá khứ. Có người yêu thương để lại bình luận khen ngợi và khuyên Trâm Anh nên mở lớp dạy nhảy hiện đại. Trâm Anh cho biết cô tự học nhảy chứ không qua lớp nào. Cô nàng hot girl giờ đã vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Trước đó, Trâm Anh cũng từng ghi dấu tên tuổi của mình ở nhiều clip nhảy hiện đại. Dù không ít người cho rằng trang phục của Trâm Anh trong các clip nhảy có phần quá đà, thế nhưng không thể phủ nhận năng khiếu vũ đạo của cô nàng.